Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm tin bóng đá, và ngay sau đây thì xin gửi đến các bạn bản tin bóng đá trưa ngày hôm nay 28 tháng 4 với những thông tin đáng chú ý sau đây mà quý vị các bạn có thể rất quan tâm. Cựu trợ lý huấn luyện viên Bang Seo bất ngờ chia tay U23 Indonesia. Xác định thứ hạng của U23 Việt Nam bỏ xa Thái Lan và Indonesia cùng Trung Quốc. Nhà báo Minh Hải hé lộ thông tin về huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên quen mặt liệu có ngồi ghế nóng. Về nước, ông Hoàng Anh Tuấn hé lộ từng nghĩ đến kịch bản điên rồ tại vòng chung kết U23 châu Á. Mời các bạn cùng đón nghe. Cựu trợ lý huấn luyện viên Bang Seo chia tay U23 Indonesia. Trong một bài phỏng vấn mới đây nhất, bác sĩ Choi Woo-yong, cựu trợ lý của huấn luyện viên Bang Seo cho biết là ông sẽ chỉ đồng hành cùng U23 Indonesia cho đến khi vòng chung kết U23 châu Á kết thúc. Trước đó thì đáng lẽ bác sĩ người Hàn này chỉ làm nhiệm vụ đến hết vòng bảng. Song khi đội bóng Indonesia giành quyền vào tứ kết, liên đoàn bóng đá nước này và ông Shin Tae-yong đã thuyết phục ông ở lại. Bác sĩ Choi hiện đang làm việc cho trung tâm y học Yeon Sungpyo. Ông cho biết là rất nhiều bệnh nhân đang chờ ông điều trị, trong đó có các vận động viên. Nhiều bệnh nhân muốn đặt chỗ chờ đợi tôi điều trị. Các vận động viên cũng đang đợi tôi. Ban đầu tôi chỉ quyết định phục vụ đội tuyển U23 Indonesia cho đến hết vòng bảng rồi sau đó trở về. Nhưng khi chúng tôi vượt qua tứ kết, huấn luyện viên Shin Tae-yong và chủ tịch Eric Thohir đã liên hệ trực tiếp với tôi đề nghị tôi ở lại lâu hơn. Tôi liên hệ lại với phía Hàn Quốc và xin phép ở lại. Tôi quyết định ở lại cho đến khi giải đấu kết thúc, hỗ trợ cả đội tập luyện chăm chỉ nhất có thể để vô địch giải đấu. Bác sĩ Choi gia nhập đội bóng Indonesia kể từ Asian Cup 2024. Kể từ khi có bác sĩ này làm việc thì các chấn thương của cầu thủ Indonesia đã cải thiện đáng kể. Trước đó thì khi còn làm việc ở Việt Nam, ông thầy người Hàn nổi tiếng này rất mát tay, từng điều trị cho nhiều cầu thủ như là Văn Hậu, Đình Trọng, Tuấn Anh hay là Trương Thị Kiều. Dù mới đến làm việc chưa lâu, người được coi là thần Y Choi cũng đã nhận rất nhiều tình cảm từ ban huấn luyện và cầu thủ Indonesia. Khi tôi thông báo với các cầu thủ rằng tôi phải bay khỏi Qatar, họ đã rất ngạc nhiên và giữ lại tôi. Sau đó thì tôi báo lại là sẽ ở lại, họ rất vui. Tôi cảm thấy hạnh phúc và biết ơn tấm lòng của họ, ông cho biết thêm. Dù là không thể tiến vào vòng tranh vé trực tiếp đi Olympic Paris 2024, nhưng U23 Việt Nam vẫn đạt được những thành tựu sau khi mùa giải U23 châu Á 2024 kết thúc với đoàn quân của ông Hoàng Anh Tuấn. Cụ thể là hiện trên bảng xếp hạng thành tích tổng thể của giải đấu, tính cụ thể một thời gian dài, tức là từ năm 2013 thì U23 Việt Nam đã vượt qua nhiều tên tuổi, chẳng hạn như là Iran hay Syria để chúng ta lọt top 10. U23 Việt Nam góp mặt ở 5 trên 6 lần tổ chức, thi đấu 20 trận với thành tích là thắng 4, hòa 7, thua 9, giành tổng cộng 19 điểm, ghi được 22 bàn và nhận 29 bàn thua. Tính trong các đội thuộc khu vực Đông Nam Á, U23 Việt Nam sở hữu vị trí cao nhất, đứng sau là U23 Thái Lan ở vị trí thứ 14 với 13 điểm. Voi chiến khởi đầu giải U23 châu Á năm nay với chiến thắng 2-0 trước U23 Iraq, nhưng sau đó thì đã thua cả 2 trận và bị loại sớm. Còn Indonesia, họ dù mới tham dự lần đầu nhưng đã leo thẳng lên vị trí thứ 15 với 7 điểm. Họ cũng đang là đại diện Đông Nam Á sở hữu nhiều điểm số nhất tính trong một giải đấu và hiện đang đứng trước cơ hội là có thể giành vé dự Olympic Paris 2024. U23 Trung Quốc cũng nhận nhiều chỉ trích khi có 5 lần liên tiếp không vượt qua được vòng bảng giải châu Á. Đội bóng này đã chơi 15 trận tại các vòng chung kết trong 11 năm qua nhưng chỉ thắng 2. Dẫn đầu bảng xếp hạng, thành tích chung vẫn là U23 Hàn Quốc, tuy nhiên thì thất bại trước U23 Indonesia ở trận tứ kết vừa qua đang khiến cho thầy trò ông Hoàng Xuân Đông chịu làn sóng chỉ trích mạnh mẽ. Về U23 Việt Nam thì với việc là lọt vào tứ kết 3 trên 4 giải gần nhất, chúng ta cho thấy những sự tiếp nối chất lượng của các thế hệ trẻ. Trong danh sách đăng ký dự giải U23 châu Á vừa qua, ông Hoàng Anh Tuấn đã điền tên 13 cầu thủ thuộc độ tuổi U21. Nhóm cầu thủ này vẫn đủ điều kiện để tham dự các giải tiếp theo vào năm 2026. Và như đã chuyển đến các bạn ở bản tin sáng ngày hôm nay thì những người trong số đó có thể kể đến như là Lê Nguyên Hoàng, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Thái Sơn, Khuất Văn Khang hay tiền đạo Vũ Vĩ Hào. Có hai trường hợp khác tạo ra nhiều tiếc nuối là Đình Bắc và Quốc Việt.
Đình Bắc thậm chí từng tỏa sáng ở cấp độ đội tuyển quốc gia nhưng đã chấn thương ngay trong trận đầu tiên gặp Coes khiến anh không có mặt được nhiều. Trong khi đó Quốc Việt dù đã rất nỗ lực xong thì không kịp trở lại sau khi xuất virus. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn hé lộ từng nghĩ đến kịch bản điên rồ tại vòng chung kết U23 châu Á. Các bạn thân mến, mới đây thì sau khi cùng đội tuyển U23 Việt Nam đã chấm dứt giấc mơ Olympic Paris 2024, chia sẻ với tờ Dân Trí thì ông Hoàng Anh Tuấn cho biết là từng nghĩ đến chuyện sẽ chạm trán U23 Indonesia ở trận tranh hạng 3 của giải U23 châu Á. Ngoài ra thì ông cũng sẵn sàng nắm đội tuyển Việt Nam trong tháng 6. Đêm muộn ngày 27 tháng 4, trước khi rời Qatar về nước sau hành trình ở giải châu Á vừa qua, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã có những trao đổi với phóng viên của tờ Dân Trí về hành trình đã qua của đội tuyển, cũng như là về chuyện ông sẵn sàng nắm đội tuyển quốc gia dù chỉ là với tư cách huấn luyện viên tạm quyền ở vòng loại World Cup vào tháng 6 tới. Đầu tiên thì đánh giá về thành tích cũng như là kết quả mà U23 Việt Nam có được ở giải U23 châu Á 2024 trên đất Qatar vừa qua thì ông Tuấn cho biết: "Tôi thấy tiếc khi đội không thể đi xa hơn vào vòng bán kết, nhưng thật ra thì đây là kết quả hợp lý. Chúng ta thi đấu với các đối thủ có trình độ châu Á, họ dĩ nhiên là mạnh hơn chúng ta. Hơn nữa thì bản thân đội tuyển cũng chưa phải là hoàn thiện. Rất ít cầu thủ trong đội hình của đội tuyển U23 có suất thường xuyên ở câu lạc bộ của họ tại giải trong nước. Ngay cả những người đang khoác áo các đội bóng hạng dưới cũng không thường xuyên được ra sân. Cá biệt có trường hợp cầu thủ của tôi trong khoảng một tháng trước giải U23 châu Á không thi đấu trận chính thức nào. Đó là trường hợp của trung vệ Mạnh Hưng. Việc không thường xuyên được thi đấu chuyên nghiệp ảnh hưởng lớn đến phong độ của các cầu thủ. Chúng tôi không có nhiều thời gian chuẩn bị, chỉ vài ngày giáp đội hình trước khi bước vào giải chính thức. Có thể ở cấp độ đội tuyển quốc gia thì đây không phải là vấn đề quá to tát. Các tuyển thủ quốc gia hoàn toàn có khả năng khắc phục điều này. Vì dù sao, các tuyển thủ quốc gia vẫn thường xuyên thi đấu ở câu lạc bộ. Nhưng ở cấp U23 thì khác. Như tôi đã nói, các cầu thủ U23 của chúng ta hiện là không có chỗ ở câu lạc bộ của mình. Chưa kể là trong quá trình chuẩn bị cho giải châu Á, tiền đạo Đình Bắc lại dính chấn thương. Một tiền đạo khác có khả năng săn bàn tốt là Quốc Việt bị sốt, mãi đến ngày 27 tháng 4 mới bình phục. Tôi dùng Minh Quang thay vị trí của những người trên, dù biết là Minh Quang không bằng Đình Bắc hay là Quốc Việt, nhưng nếu không dùng thì không có ai khác để có thể thay. Đây là điều mà tôi cảm thấy đáng tiếc. Chắc chắn đây là giải đấu rất có ích cho các cầu thủ. Chúng ta được cọ sát với các đối thủ mạnh như là Uzbekistan, Iraq. Các trận đấu đó giúp cho các cầu thủ trưởng thành, tự tin hơn sau từng trận đấu ở giải này. Ngay cả các trận gặp Coes và Malaysia cũng là không hề dễ dàng vì các đối thủ này là không hề yếu. Có thể là trận đấu với Coes chúng ta khởi động chệch choạc, nhưng đây là điều thường gặp ở các đội trẻ. Ở độ tuổi này, tâm lý là rất quan trọng. Họ ít thi đấu chính thức nên tâm lý là chưa tốt khi bước vào giải lớn. Nhưng khi tâm lý của họ được giải tỏa, các cầu thủ tự tin hơn và làm tốt công việc của mình. Ở giải năm nay thì tôi cố gắng giúp cho các cầu thủ áp dụng lối chơi phù hợp với trình độ của họ. Khi được thi đấu với lối chơi phù hợp với trình độ, cầu thủ có thể phát huy tốt hơn. Đánh giá về những lỗi của các cầu thủ U23 Việt Nam mà có thể kể ra như là các tình huống công nghệ va vào cuộc hay là thẻ đỏ phạt đền. Ông Hoàng Anh Tuấn cho biết, đầu tiên thì những lỗi này xuất phát từ thói quen ở giải trong nước. Các lỗi tương tự xảy ra ở các giải trong nước không được trọng tài xử lý một cách triệt để, xử lý mạnh tay hoặc đơn giản trọng tài không theo kịp tình huống xảy ra lỗi vì va chưa phủ sóng toàn bộ các trận tại V-League. Những lỗi như thế này chưa được xử lý triệt để ở các giải trong nước, hình thành nên một thói quen cho các cầu thủ khi ra đấu trường quốc tế. Thứ hai là AFC đang áp dụng phương thức vận hành khác với công nghệ VAR, đó là nghiêm khắc hơn. Chúng ta thấy rằng là cả 4 trận ở tứ kết giải U23 châu Á 2024 đều xuất hiện thẻ đỏ. Riêng Hàn Quốc dính đến 2 thẻ đỏ ở trận đấu với Indonesia, một dành cho hậu vệ, một dành cho huấn luyện viên. Phản ánh rằng nhiều đội chưa quen với cách áp dụng về công nghệ VAR của AFC chứ không riêng gì mỗi U23 Việt Nam. Cuối cùng thì ông Hoàng Anh Tuấn cũng hé lộ về kịch bản điên rồ là có thể đụng độ U23 Indonesia. Bản thân tôi cũng từng nghĩ đến kịch bản này. Tôi biết bóng đá Indonesia đang rất tiến bộ.
Họ càng tiến bộ thì tôi càng muốn đụng độ với họ để có thể kiểm chứng họ tiến bộ đến đâu. Tôi không hề e ngại đối thủ Indonesia ở thời điểm này. Tiếc một điều nữa là nếu đội tuyển U23 Việt Nam vượt qua được vòng tứ kết, các cầu thủ sẽ có thêm 2 trận nữa ở giải năm nay, bao gồm một trận bán kết, một trận chung kết hoặc trận tranh hạng 3 và ít nhất thêm một trận tranh vé vớt dự Olympic với đại diện của châu Phi. Nếu có thêm các trận này sẽ rất tốt cho các cầu thủ. Chia sẻ về khả năng nhận dẫn dắt đội tuyển quốc gia để thi đấu 2 trận ở tháng 6, ông Hoàng Anh Tuấn cho biết: "Trở thành huấn luyện viên đội tuyển quốc gia là mong ước của mọi huấn luyện viên bóng đá chuyên nghiệp. Về mặt tính chất thì 2 trận sắp tới của Việt Nam ở vòng loại World Cup diễn ra trong tháng 6 là không có nhiều ý nghĩa cạnh tranh về thành tích. Tuy đội tuyển Việt Nam vẫn còn cơ hội trên lý thuyết nhưng thực tế cơ hội này là cực nhỏ. Thành ra thì hãy xem đây là cơ hội để cho các huấn luyện viên nội thử sức. So với bất kỳ một huấn luyện viên mới toanh nào đó thì ưu thế của các huấn luyện viên nội ở chỗ là chúng tôi không mất quá nhiều thời gian để tìm hiểu, để làm quen với cầu thủ, không mất nhiều thời gian để quen với phong cách bóng đá Việt Nam. Tôi sẵn sàng đón nhận thử thách ở 2 trận sắp tới của đội tuyển quốc gia. Nhưng dĩ nhiên đó là trong trường hợp tôi nhận được lời mời nắm đội tuyển. Còn cho đến thời điểm này thì vẫn chưa có lời định như nào với tôi." Chuyển sang thông tin khác về chiếc ghế nóng của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Vừa qua, ngày 26 tháng 3, thì sau khi ông Philippe Chuozier chia tay Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF, trong thời gian qua, có rất nhiều ứng viên ngoại từ nhiều quốc gia khác nhau đã bày tỏ mong muốn là được ngồi vào ghế nóng đội tuyển quốc gia. Mới nhất thì theo thông tin từ nhà báo Minh Hải, vào thời điểm này, VFF gần như đã xác định xong ứng cử viên số 1 cho vị trí huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Việt Nam là huấn luyện viên người Nhật. Do đó mà không loại trừ khả năng ông Akira Nishino có thể được lựa chọn. Trong quá khứ thì ông Nishino từng dẫn dắt đội tuyển Nhật, đội tuyển Thái Lan và có không ít lần đối đầu với Việt Nam của chúng ta cũng như là đội tuyển U23 Việt Nam dưới triều đại của huấn luyện viên Park Hang-seo. Do đó mà ông Nishino là người có thực tài và cũng am hiểu nhất định về bóng đá Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn cũng có thể để lại những bình luận của mình ở trong phần bình luận của video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.